Ngày hôm nay 12 tháng 9, công tác tìm kiếm cứu nạn ở làng Nủ Lào Cai tiếp tục được triển khai từ sáng sớm với việc đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đến lúc 9 giờ đã tìm thấy 7 thi thể nơi xảy ra lũ quét. Sau 2 ngày tắc đường thì đến sáng nay 12 tháng 9 đã có chiếc máy xúc đầu tiên vào hiện trường hỗ trợ việc tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang duy trì quân số khoảng 650 người tại thôn làng nổ, trong đó sư đoàn 316 quân khu 2 300 người, công an 100 người, các lực lượng khác của tỉnh, huyện, xã 250 người. Lực lượng kiểm lâm Lào Cai đang phối hợp với người dân bản địa vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ lũ quét ở thôn làng nổ, xác định vị trí từng hộ dân và số người trong gia đình, kiểm đếm những người còn sống sót, những người đã tử vong hoặc đang mất tích. Sáng 12 tháng 9 lực lượng ứng thông tin tại hiện trường được trang bị thêm ống nhòm và kẻng để cảnh giới, báo động khi có nguy cơ lũ quét sạt lở. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đến lúc 9 giờ đã tìm thấy 7 thi thể nơi xảy ra lũ quét. Hôm nay trời bắt đầu nắng giáo, các lực lượng chạy đua với thời gian tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với mong muốn tìm thấy nhanh nhất đồng bào không may gặp nạn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 qua huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk vào dạng sáng 11 tháng 9, tối 11 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Võ Thành Hưng, 37 tuổi, chú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng 11 tháng 9, tài xế Võ Thành Hưng điều khiển xe khách biển kiểm soát 50H30853 chở theo 18 hành khách lưu thông hướng từ tỉnh Đắk Lắc đi Gia Lai. Khi chạy đến km 1684-600, địa bàn thôn 9, xã Ea Leo, huyện Ea Leo thì bất ngờ xe mất lái lật nghiêng xuống đường rồi lao vào lán tôn của một hộ dân ven đường. Vụ tai nạn đã khiến chị VTIP, 30 tuổi, chú xã La Khôi, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai, chị LTTNL, 21 tuổi, cháu PUT 3 tuổi cùng chú xã La Cương, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai và anh HCQ 31 tuổi, chú phường Thắng Lợi, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum tử vong. Nhiều người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe bị hư hỏng, nhiều ô tô cực kính bị vỡ văng ra đường, lán tôn của người dân bị đổ sập. Sau khi tai nạn xảy ra, đại diện lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ea Hờ và một số ban ngành đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao một phần kinh phí hỗ trợ mai táng cho các nạn nhân. Thưa quý vị, 17 hộ dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai khi phát hiện một quả đồi nguy cơ sạt lở, sóng điện thoại không có, đã chủ động di chuyển lên một khu đất gần địa bàn để tránh sạt lở. Theo thông tin từ ban Nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, trưa 11 tháng 9, chính quyền địa phương đã tìm thấy 17 hộ dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu nghi mất tích sau vụ sạt lở tại một địa điểm trong rừng sâu gần khu vực thôn. Theo chia sẻ của người dân, vào ngày 9 tháng 9, các hộ dân phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn thôn, nhưng do không có sóng điện thoại để thông tin với chính quyền địa phương, 17 hộ dân trên 70 khẩu ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu đã chủ động di chuyển lên một khu đất gần đó để dựng lán trú ngụ tạm thời. Theo lãnh đạo xã Cốc Lầu, từ sáng 10 tháng 9, tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Kho Vàng bị sạt lở, chia cắt giao thông, các lực lượng chức năng không tiếp cận được thôn. Đến sáng 11 tháng 9, lực lượng công an xã phải đi bộ 15 km mới tiếp cận được địa bàn, kho vàng và tìm đến nơi người dân lánh nạn. Ngay sau khi nhận được thông tin, trưa 11 tháng 9, địa phương đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và hướng dẫn nhân dân phương án phòng chống thiên tai. Hiện tại, thôn Kho Vàng đang nằm ở khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao nên cần khảo sát kỹ rồi mới để người dân trở về nhà, lãnh đạo xã Cốc Lầu cho biết thêm. Ủy ban nhân dân xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình cho biết, vào khoảng 2 giờ ngày 12 tháng 9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã nhận được tin báo của tổ an ninh trật tự cơ sở xóm Má Mư về việc xảy ra sạt lở đất tại hộ ông BVC làm hai người tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Quế Hạ đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân, y tế, nhân dân nhanh chóng khảo sát hiện trường và ghi nhận có 3 người bị mắc kẹt trong nhà. Lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa ra phương án cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng hơn 3 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cứu được một người là em DNTD, sinh năm 2018, trong tình trạng tỉnh táo. Lực lượng y tế tổ chức sơ cấp cứu cho nạn nhân, Khoảng 5 giờ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa hai nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường sạt lở đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Kim Bôi, nhưng không qua khỏi. Qua xác minh, người tử vong là anh DVN, sinh năm 1984, và chị NTH, sinh năm 1994, cùng chú tại Tổ đoàn kết 1, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình. Xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ những ngày qua, với hai người thiệt mạng, một người bị thương do sạt lở đất. Với phương châm bốn tại chỗ, ngay khi mưa giảm, thời tiết bớt nguy hiểm, xã đã huy động gần 200 người ở các thôn bó mi, làng cọ, khe pháo, đi bộ vượt núi vượt rừng, gửi các nhu yếu phẩm thiết yếu và ứng cứu những người đang bị cô lập. Số hàng cứu trợ này do các xã lân cận và các đoàn từ thiện mang đến nhưng không lên được xã vì đất đá sạt lở vùi lấp giao thông. Riêng thôn Khe Bín gần như bị san phẳng bởi sạt lở và lũ quét. Hơn 140 hộ dân với trên 1.300 nhân khẩu phải di rời đến trụ sở xã, nhà văn hóa thôn hoặc nhà người thân để ở nhờ. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông khiến nhiều thôn bị chia cắt và xã cô lập với huyện. Ông Triệu Văn Nhơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Phượng cho biết, số hàng được mang về trung tâm xã phân phát cho những người đang tránh nạn tại đây cũng như gửi đi để phân phát cho các người dân ở thôn bên trong cũng đang bị cô lập. Ngoài sự quyên góp của các nhà hảo tâm và các đoàn thiện nguyện, ngay tại xã cũng đang vận động các hộ không bị thiệt hại hỗ trợ tối đa trong khả năng của mình để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Hiện xã cũng đang huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục các điểm sạt lở nhằm kết nối được với các bản đang bị cô lập trong trong thời gian sớm nhất, trước mắt là đảm bảo việc đi lại giữa các thôn. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Đề điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê thiệt hại tính đến 22 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024, có 326 người thiệt mạng mất tích, 181 người thiệt mạng, 145 người mất tích, tăng 2 người so với cập nhật thống kê lúc 18 giờ ngày 11 tháng 9. Tỉnh Quảng Ninh cập nhật thêm 2 người thiệt mạng do bão.

Bát Sát 18, Simacai 7, Bắc Hà 34, Văn Bản 2, Cao Bằng 52 người, 34 người thiệt mạng, 18 người mất tích, Yên Bái 44 người, 40 người thiệt mạng, 4 người mất tích, gồm thành phố Yên Bái 21, Lục Yên 14, Văn Yên 6, Văn Chấn 1, Trấn Yên 2, Quảng Ninh 15 người thiệt mạng, Hải Phòng 2 người thiệt mạng do bão, Hải Dương 1 người thiệt mạng do bão, Hà Nội 1 người thiệt mạng do bão, Hòa Bình 5 người thiệt mạng do sạt lở đất, Lạng Sơn 3 người thiệt mạng do lũ cuốn sạt lở đất, Bắc Giang 2 người thiệt mạng do lũ cuốn. Tuyên Quang 3 người do lũ, hai người thiệt mạng, một người mất tích, Hà Giang hai người, một người thiệt mạng, một người mất tích, Lai Châu một người thiệt mạng do sạt lở đất, Vĩnh Phúc hai người, một người thiệt mạng, một người mất tích do lật thuyền, Phú Thọ 10 người, 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, một người mất tích do lũ, một người thiệt mạng do sạt lở đất. Các địa phương các ngành đang hết sức khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, truyền thông chia sẻ hoạn nạn lá lành đùm lá rách cũng đang được phát huy ở tất cả các địa phương thưa quý vị trước tình hình ngập lụt kéo dài tại nhiều địa phương cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyến cáo người dân vùng ngập lụt ảnh hưởng mưa bão tuyệt đối không sử dụng gia súc gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm trường hợp các nguồn cung cấp nước như giếng khoan giếng khơi bị ngập úng thì phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng theo đó, Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, Tri Cục An toàn Thực phẩm các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 triển khai một số công việc. Trong đó, đối với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn, khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm an toàn, tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm, tăng cường công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm tại cộng đồng, phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.